Sau đây là một kỹ thuật, một đoạn mà phải đánh, phải dùng kỹ thuật rất là khó trong bài Sun Flower. Bài này, đoạn này chơi rất là khó, kỹ thuật phải nâng cao rồi. Rồi, ngón áp út. Ngón áp út và ngón út bấm ở ngăn số 3, dây số 4 và số 3, ngăn số 3 dây số 5. Ngón giữa bấm vào nốt ngăn số 2 của nốt na, ngón cái quặp ở trên nốt pha. Đó. Mình đánh chậm này. Một kỹ thuật của một đoạn Sunflower phải nói là rất khó chơi, bài này phải luyện tập luyện nhiều thì chơi mới có thể nhuyễn được. Đây, ngón bấm như này, ngón giữa bấm đây, ngón áp út bấm đây và ngón trỏ bấm đây, ngón cái bấm đây, ngón trỏ không bấm, đánh xuống, đánh từ dây 6 xuống dây 1. Đập vào ngăn 4, ngăn số 12.